Bố sắp về. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà này, bà là người sướng nhất đấy. Bà có hai giọt máu bà còn vứt ra đường. Bà lo gì cho thằng con riêng của chồng? Tôi... Im mồm. Trang sức để đâu? Lấy nhanh lên, tôi còn té. Đây. Nhanh. Mày được đấy Long ạ. Ông ơi, ông ơi, cứu tôi rồi. Đi đâu? Ông ơi, đi đâu? Ông ơi, cứu tôi. Kim bài miễn tử của tôi đi đâu? Bố đứng lại gần đây. Bố đừng vào đây, con giết ta ra đấy. Ông ơi, ông ơi, đừng vào. Xử đi. Tao cho mày xử. Cứu tôi ông ơi. Vì bà già này mà bố tư mất con à? Bà im mồm nào! Tôi nhận bà hơi lâu rồi đấy. Bà nghĩ bà là ai mà xen vào chuyện bố con tôi? Hả? Ông ơi! Cứu tôi! Ông ơi! Bố đừng tiến lại đây! Ông ơi! Cứu tôi ông ơi! Nói được phải làm được. Như thế mới xứng đáng là con trai tao. Bố đừng trách con! Lắm.